Một tông màu xanh ngọc cực kỳ nhẹ nhàng và cũng rất là ngọt ngào luôn các chị ơi. Mã đầu em đang mặc trên người là D20091 ha. Một em đầu dáng A, mặc lên sẽ rất là gọn người và đặc biệt là che được khuyết điểm cực kỳ tốt. Chị nào mình dáng eo bánh mì nè, hơi tròn người một tí thì các chị có thể tham khảo cho em cái mã thiết kế mà em đang mặc trên người nha. Đồng đơn giản nhưng mà cực kỳ sang trọng cho các chị luôn. Bên phía trước thì em sẽ có kết hợp cho các chị là một cái lớp ren thêu họa tiết hoa văn như thế này đấy các chị mình ha. Và phần chân váy thì em sẽ làm chân ren. Còn tay áo thì em cũng sẽ lên cho mình là dáng tay lỡ và là tay ren như thế này. Cổ áo sẽ là kiểu cổ tròn basic ha. Đồng chất vải có to giãn 4 chiều luôn. 5 size cho mình từ 45 cho tới là 75kg mặc vừa. Chất liệu có co giãn nhẹ và chất vải thì có độ dày dặn rồi, nên là em sẽ không có may lót ha các chị. Phía sau lưng thì em sẽ làm dây kéo khóa lên cao như thế này và có chiếc band cho mình ạ. Đầm không có rã eo. Với những chị nào mình có khuyết điểm vòng bụng hơi to thì các chị mặc những cái form dáng như thế này nè, không lo sợ là bị xiết eo hay là lộ bụng nha. Đặt hàng các chị để lại số điện thoại bên dưới để được tư vấn kỹ hơn ạ.